Theo các nhân chứng, 4 toa hành khách đã lật nhào mấy vòng tại một góc cua và bốc cháy. Các hành khách cho biết nghe thấy tiếng nổ trước khi tàu trượt bánh. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ việc, tuy nhiên chính phủ Tây Ban Nha nhanh chóng bác bỏ nguyên nhân khủng bố và tin rằng đây chỉ là một vụ tai nạn. Mặc dù vậy, người phát ngôn công ty đường sắt quốc gia nước này cho rằng còn quá sớm để nói về nguyên nhân vụ việc trên, mà cần phải chờ kết quả điều tra và phân tích hộp đen của tàu. Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người may mắn sống sót trên chiếc tàu xấu số này. Khoảng 1.000 người tình nguyện đã đến các bệnh viện để hiến máu giúp những người bị thương nặng đang nằm điều trị. Tai nạn xảy ra vào đêm trước ngày lễ Thánh James, ngày nghỉ lễ ở vùng Galicia. Ngày nghỉ lễ ở vùng Galicia và thu hút hàng nghìn khách hành hương đến thành phố cổ. Đây là vụ tai nạn tàu hỏa tồi tệ nhất Tây Ban Nha trong 40 năm qua. Năm 2006, một đoàn tàu điện ngầm chật bánh làm 43 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Hồi đầu tháng, một vụ tai nạn xe buýt vì tài xế ngủ gật ở Avila, miền trung Tây Ban Nha cũng làm 9 người chết.